Xin chào cô chú anh chị. Đầu video xin chúc cô chú anh chị thật là nhiều sức khỏe, may mắn và lúc nào cũng thành công trong cuộc sống. Trước mắt cô chú anh chị là công viên nội bộ nằm trong khu dân cư Bình Phú thuộc phường 10, quận 6. Khu vực này dân cư đông đúc, an ninh và dân trí cao, gần với các trường cấp 2, cấp 3 và trường tiểu học. Và với vị trí này cách đại lộ Đông Tây 200m. Tại đây có một căn nhà hai mặt tiền nội bộ đang có nhu cầu bán. Xin giới thiệu với cô chú anh chị. Căn nhà đang nằm trong khuôn hình với diện tích ngang 4, chiều dài là 10m. Diện tích đất được công nhận là 40m², đất thổ cư 100% và được xây dựng full 40m², trệt 2 lầu, sân thượng, 3 phòng ngủ, 3 WC. Diện tích sàn là 120m². Hướng chính là hướng Bắc và hướng bên hông là hướng Đông. Hiện trạng là nhà đang trống và giá chủ đang chào bán là 6,8 tỷ, còn thương lượng trực tiếp với chủ tài sản tương đương với 170 triệu đồng trên 1m². Cô chú anh chị quan tâm về bất động sản này thì có thể liên hệ trực tiếp về số điện thoại 0787572158, số điện thoại có Zalo và Viber để em tiện gửi giấy tờ cũng như là hình ảnh bên trong căn nhà này cho cô chú anh chị tham khảo. Rất cảm ơn cô chú anh chị đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại ở những bất động sản tiếp theo.